Xin kính chào quý vị. Hôm nay nhà đất Nam Đài sẽ review và đăng tải lên một mảnh đất ở tại trung tâm xã huyện Chư Bà Dông, tỉnh Gia Lai nha quý vị. Và trước hết để nhà đất giới thiệu cho quý vị biết cái tiện ích đường đi lối lại của mảnh đất của chúng ta nhé. Theo cái mặt đường liên xã của Bộ Quốc phòng đây, đây gọi là đường Bộ Quốc phòng nha quý vị, là 140m nha quý vị. 140m theo hướng nhà đất chỉ đây. Đấy. Và từ vị trí của chúng ta đây về tới trung tâm xã, trường học cấp 1, cấp 2 và chợ khoảng 2 cây số nha quý vị. 2 cây số thôi là chúng ta tới trung tâm xã. Và quay ngược lại hướng đây như quý vị đã thấy. Đấy. Từ vị trí đây đi ra tới quốc lộ 14A của chúng ta là 7 cây số. Đấy. Lên tới trung tâm thành phố Bờ Lê Cu, Gia Lai, sân bay, bệnh viện, khu hành chính tỉnh Gia Lai khoảng 28 cây số nha quý vị. 28 cây số là chúng ta lên tới trung tâm thành phố rồi. Và đây, đất của chúng ta ranh giới từ đây như quý vị thấy ạ. Với diện tích theo mặt đường của Bộ Quốc phòng đây là 140m nha quý vị. Và tổng diện tích của chúng ta trong bìa là 3 hectare 6 nha quý vị. 3 hectare 6 đã được chủ nhà rào toàn bộ B40 như quý vị đã thấy. Và trong đất của chúng ta hiện tại chủ nhà đã trồng được 600 cây bưởi da xanh như quý vị đã thấy. Để tí nhà đất đi vào trực tiếp quay cho quý vị thấy. Và có trồng sen được khoảng 800 cây cà toàn bộ giống TG4 mới. Đấy, bắt đầu vào thu bói nha quý vị. Đấy. Phải nói là một mảnh đất khá chi là đẹp cho nhà đầu tư. Hoặc chúng ta có thể về đây làm khu nghỉ dưỡng. Đấy. Đất của chúng ta bằng phẳng nha quý vị. Đất cao bằng mặt đường và tuyệt đối bằng, phải nói là bằng gần giống như là sân bóng. Không có một tí dốc nào. Và như quý vị thấy ấy, trong đất của chúng ta toàn bộ là cây ăn trái bưởi da xanh và cà phê và có một số cây ăn trái khác giống như xoài, dừa. Đấy, như quý vị lưu ý nhá, từ vị trí đây đi tới trung tâm xã, trường học cấp 1, cấp 2 và chợ khoảng 2 cây số nhé. Và từ vị trí này chúng ta đi thẳng con đường của Bộ Quốc phòng này về tới Buôn Hồ khoảng 140 cây số nha quý vị. Đấy. Và trước hết để nhà đất đi quay hết cái mặt đường cho quý vị thấy đây ạ. Theo mặt đường của Bộ Quốc phòng của chúng ta đây là 140m nha quý vị. Đó. Phải nói là một lô đất khá chi là đẹp. Và bằng tổng diện tích để nhà đất nhắc lại là 3 hectare 6, trong đó có 600 cây bưởi da xanh và một số cây cà phê, cây ăn trái, còn đâu khoảng 1 hectare là vẫn còn đất không nha quý vị. Đó, như quý vị thấy đây nhá, thẳng cái mặt đường của Bộ Quốc phòng đây là 140m. Khu dân cư thì ở đây, toàn bộ ở đây hết nha quý vị. Rồi, để nhà đất tiến chân vào khu vườn của chúng ta, được gia chủ đã trồng toàn bộ cây ăn trái và để xem cái nền đất của chúng ta nó bằng, nó đẹp như thế nào nha quý vị. Quý vị nào đầu tư về miếng đất này thì chúng ta sau này có thể cắt toàn bộ cái mặt đường này ra để chúng ta làm đất ở được nhé. Đất của chúng ta theo mặt đường tọa lạc hướng Tây Bắc nha quý vị. Và đây, căn nhà, miếng đất của chúng ta đã có một căn nhà cấp 4 nhỏ. Đấy, gia chủ vẫn đang ở để làm việc. Và đây, trong đất của chúng ta chủ nhà đã làm một cái hồ. Đấy, phải nói một cái hồ đây để chúng ta thư giãn, nuôi cá. Đấy. Khá chi là rộng và đẹp. Và đất của chúng ta chủ nhà đã bắc điện 3 pha từ đây xuống suối nha quý vị. Và từ vị trí đây của xuống suối chúng ta xuống suối khoảng 500m. Đấy, 500m. Chủ nhà đã chôn toàn bộ ống từ dưới suối lên đây và có một đường điện 3 pha chạy từ trên đường xuống nhá. Chúng ta chỉ việc bật điện là tưới thôi. Và đây, như quý vị thấy đây ạ, toàn bộ 600
cây bưởi da xanh đã vào thu hoạch kinh doanh nhé quý vị. Phải nói với cái cây bưởi của chúng ta đây hiện tại bây giờ thì đang thịnh hành. Bởi vì cây bưởi da xanh thì như quý vị cũng đã biết rồi, ăn rất chi là ngon. Với cái giá hiện tại bây giờ thì nhà đất cũng lâu lâu cũng đi mua để ăn thì khoảng 40.000 một ký bưởi da xanh nhé. Đấy, như quý vị trông thấy ấy, chúng ta chủ nhà đã múc một cái hồ để nuôi cá và ngồi đây thư giãn khá chi là rộng và đẹp. Đất của chúng ta tuyệt đối bằng phẳng. Đấy, như quý vị thấy đây ạ. Đó. Trong diện tích 3 hectare 6 đây thì còn đây khoảng hơn 1 hectare là đất không nhé. Chủ nhà vừa rồi là trước đây là trồng cao su. Đấy. Thì chủ nhà mới phá đi và đang cày lên để cho tơi đất để chúng ta để chuẩn bị trồng cây ăn trái vào này. Đất thì chất đất thì phải nói là đất khá đẹp nhé quý vị. Đất đỏ ba gian là không có một tí sỏi đá nào nhé. Đó, như quý vị thấy đây ạ. Tuyệt đối bằng nha quý vị. Và đây, để nhà đất đi vào cái vườn bưởi da xanh cho quý vị thấy đây ạ. Cà phê thì đây nhé, được 800 cây cà phê như thế này, toàn bộ giống TR4 giống mới, bắt đầu vào thu bói nhé quý vị. Và đây, như quý vị thấy cái gốc bưởi của chúng ta đây nhé, toàn bộ 600 cây bưởi đã vào thu hoạch kinh doanh chính nha quý vị. Và hiện tại đất của chúng ta thì chưa có đất thổ cư nha quý vị, bởi vì đây là chủ nhà chỉ làm vườn thôi, còn nhà của chủ nhà ở bên cạnh kia. Và để nhà đất nói rõ cho quý vị là khu vực này bây giờ làm lên đất thổ cư thì 20 triệu trên 100 mét vuông nhé. Tức là 100 mét vuông thì làm hết 20 triệu. Chúng ta muốn làm bao nhiêu mét cũng được. Ui xa, phải nói là một cái nền đất khá chi là đẹp. Quý vị nào đầu về đây đầu tư hoặc làm khu nghỉ dưỡng sinh sống ở cái vườn này thì bây giờ chúng ta chỉ việc hưởng thụ và quy hoạch thôi nhé. Thu hoạch. Nó là đất khá chi là bằng và đẹp. Đấy, như chất đất như quý vị thấy đấy ạ. Phải nói nhà đất chưa thấy có cái mảnh vườn nào mà nó bằng, mà đất chất đất nó đẹp thế vậy. Và với cái giá bán nhà chủ đưa ra là 850 triệu trên 1 hectare nha quý vị. Có thương lượng và bao sang tên bìa đỏ cho quý vị. Thương lượng nhẹ thôi nhá quý vị. Bởi vì đây quý vị nhớ là cái giá đất này á, là cái giá đất của mặt đường, đất thổ cư và đất vườn, chứ không phải nói là dãy được. Sau này khu dân cư thì như quý vị tí nhà đất sẽ quay toàn bộ ở đây hết. Đấy, như quý vị thấy đây à. Đấy, dân ở đây hết. Được chủ nhà đã rào toàn bộ xung quanh vườn của chúng ta như thế này hết nhé. Khi chúng ta nghe cái giá 850 triệu trên 1 hectare thì nói về đất vườn, đất dãy thì chúng ta nghĩ là cao. Nhưng đây quý vị nhớ rằng là cái đất của chúng ta đây gọi là đất vườn và đất lên. Để chúng ta sau này phân lô ra ở được nhé. Bởi vì miếng đất này nói về đường đi nối lại khá chi là thuận tiện. Con đường của Bộ Quốc phòng của nước Việt Nam chúng ta thì quý vị đã thấy rồi. Từ vị trí này của chúng ta đi ra tới trung tâm trường chợ học cấp 1, cấp 2, Ủy ban Nhân dân xã chỉ trong vòng 2 km nhé quý vị. Toàn bộ theo con đường của Bộ Quốc phòng. Và lên, để nhà đất nhắc lại, lên tới trung tâm thành phố Pleiku khoảng 27 km đổ lại nhé. Rồi, quý vị nào đầu tư mua lô đất này thì liên hệ với nhà đất. Số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và mua cho chúng ta mảnh đất này nhé quý vị. Bởi vì mảnh đất khá chi là rộng, cho nên nhà đất không thể đi hết được cái mảnh đất của chúng ta được. Tọa lạc của chúng ta theo mặt đường của Bộ Quốc phòng là hướng Tây Bắc nha quý vị. Và đất của chúng ta chiều sâu khoảng 300 mét nha quý vị. Hơn 300 mét thì đó. Đấy, tới cái bụi chuối kia như quý vị đã thấy kìa. Toàn bộ là đất của chúng ta. Và của chúng ta, đất của chúng ta có view trụ gió. Khá chi là đẹp. Toàn bộ công ty chăn nuôi. Đấy, giống như chăn nuôi gà, dê, bò
Ở xung quanh đây chúng ta toàn bộ là khu dân cư ở đây hết nhé quý vị. Đó. Rồi, quý vị nào muốn mua lô đất này thì liên hệ với nhà đất để nhà đất tư vấn và đưa quý vị tới đây để mua lô đất đây nhé. Phải nói là một lô đất khá chi là đẹp. Nhà đất xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Và xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Nhà Đất Nam Đài. Và xin quý vị cho nhà đất một like đăng ký để nhà đất tiếp tục đi quay những mảnh đất để cho quý vị tham khảo để chúng ta mua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.